mẹ nói rồi, nó không có xứng đáng với con đâu. Cái thứ nhà quê, nó muốn lên đây là để nó nhào vô cái gia sản nhà này nè. Không phải vậy đâu mẹ, con là người yêu của Nguyên, con thừa biết Nguyên là người như thế nào mà. Bác ơi, không phải như vậy đâu bác. Con yêu anh An thật lòng, bác đừng có hiểu lầm nha. Cô đừng có giả tạo, đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ, không có đi được đâu mẹ. Tại sao chứ? Tại vì Nguyên đang có bầu. Có thiệt không? Con nói thật đó. Trời ơi, nói tới nói lui cùng mày cũng là cái thằng ngu. Nó đang gài bẫy mày đó. Bây giờ cái thằng nào nó làm xong rồi, bây giờ mày là cái thằng hút vỏ. Bác ơi, bác đừng có nói như vậy. Con chỉ yêu có mỗi mình anh An thôi à. Con của con anh thì con biết chứ. Mẹ đừng có đuổi cô ấy đi. Lỡ đó mẹ sai thì sao? Có phải là cháu của mẹ khổ không? Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Đợi đứa bé ra đời đi, rồi tôi tính với cô. Dạ. Đứng đây mẹ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Trời ơi, nấu ăn cái kiểu gì vậy? Mặn lẹ lắm à. Nấu có một bữa cơm mà nấu không thông nữa. Đi làm dâu làm con với ai? Mẹ, con xin lỗi. Giờ con đang ốm ngán nên khẩu vị của con nó không rõ. Mẹ đợi con xíu, con nấu khác cho mẹ nha. Bây giờ mà đi nấu lại thì chừng nào tôi mới có bữa cơm? Em dễ đi, đổ hết. Bưng vô. Đi vô. Mẹ ơi. Mẹ ơi, không xong rồi mẹ ơi. Chuyện gì từ từ nói. Cái dự án đất á, bây giờ người ta trốn rồi, bị bể rồi mẹ. Nè, đây nè. Trời ơi, chết rồi, bây giờ sao? Bao nhiêu tiền của mẹ đổ vô đây hết trơn rồi. Con nói dặn mẹ rồi, làm cái gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Xem trước xem sau, không chịu nghe con. Bây giờ mất hết trơn rồi con ơi. Con không tính giùm mẹ đây. Mày tính cái gì đây? Trời chết rồi, sao giờ? Trời. À, thằng Mặn á, hồi nãy nó gọi cho con. Nó biết tin mình bẻ nợ. Bây giờ nó tới nó đòi xiết đồ. Giờ sao giờ? Giúp mẹ coi. Còn không bà biết lại. Nữa. Bà lại đâu rồi? Nó tới vô kìa con. Hai cậu, tới có chuyện gì không nhỉ? Thì tụi tôi tới đây là lấy lại tiền chứ làm cái gì? Mấy anh thông cảm, vài bữa quay lại đi. Tụi tôi gửi hết cho. Tụi tôi rất là uy tín từ nào giờ mà. Thôi, bà đừng có diễn nữa. Bà bể nợ rồi, còn cái gì nữa đâu. Vô coi có gì xiết, lấy cái đó đi. Để người khác lát tới lấy cũng vậy à. Thôi anh, thông cảm với anh mà. Thông cảm với anh. Thông cảm cho mày, phải ai thông cảm tụi tao? Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tao mà. Đi, xếp. Nè, mấy anh ơi. Trời chết rồi, không có nhận. Mấy anh ơi, đừng mà. Mất hết rồi. Còn cái vòng nữa, lấy luôn. Nè. Vô cái gì, vô. Đưa đây. Mẹ. Đi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ, trời ơi, sao vậy nè? Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Hôm nay con đẩy mẹ ra đây cho thoáng, cho mẹ mau khỏi bệnh nha. Cô đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Cô thấy gia đình tôi phá sản như vậy nè, cô thất vọng lắm phải không? Sao cô không bỏ đi luôn đi? Không có đâu mẹ, con đã quyết định chọn anh An là chồng rồi. Thì giờ có sướng hay khổ gì, con cũng sẽ ở bên cạnh ảnh mà. Tôi không có tin. Trời ơi. Cô bị đuối á? Cục đá như vậy mà cũng đẩy tôi vô nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ có đau đâu không mẹ? Mẹ đau đâu? Mẹ nói con sợ bóp cho mẹ nha. Cô đã. Trời ơi, cô thấy tôi như vậy nè, cô muốn trả thù tôi đúng không? Không cần cô nữa, chấp chở đi. Tự tôi đi cũng được đó. Mẹ ơi, mẹ đừng có như vậy mà mẹ. Mẹ để cho con chăm sóc cho mẹ nha mẹ. Con chưa bao giờ giận mẹ hết. Con mong mẹ hãy mở lòng với con nha mẹ. Mẹ thích nhất là ăn xôi ở đây. Chắc là mẹ sẽ vui lắm. Em nghe nè anh. Em ơi, vô bệnh
chuyện gấp đi, mẹ đang bị tai nạn rồi. Dạ dạ. Anh. Em. Mẹ sao rồi anh? Mẹ đang hôn mê, mẹ bị người ta đụng. Tình hình nguy kịch nhiều không? Nguy kịch lắm. Mẹ mất rất là nhiều máu. Bây giờ bác sĩ nói là cần phải truyền máu gấp. Mà tiền mua máu cao quá, vợ chồng mình sẽ không có đủ tiền mua đâu. Bây giờ vợ chồng mình tính sao? Bây giờ chỉ còn một cách thôi, là kiếm người thân hiến máu cho mẹ. Mẹ thì nhóm máu O, còn anh thì nhóm máu B. Ô, em nhóm máu O nè, để em đi hiến máu cho mẹ. Đâu có được, em gầy gò em yếu vậy mà cần rất là nhiều máu, ảnh hưởng tới sức khỏe của em đó. Bây giờ cứu mẹ là việc quan trọng nhất. Em không có sao đâu, anh đừng có lo cho em. Không có được đâu em, nguy hiểm lắm, anh không có chịu được đâu. Anh nghe em đi, bây giờ mẹ đang rất là nguy hiểm. Em không có sao đâu, chỉ cần cứu được mẹ thôi, việc gì em cũng làm được hết. Thôi được rồi. Ủa mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ? Thật ra là mẹ chỉ thử lòng con dâu của mẹ thôi, chứ mẹ đâu có bị phá sản. Những cái chuyện kia là mẹ mướn người ta làm không đó. Mẹ muốn thử để coi thử em có yêu anh không, rồi em có hiếu với mẹ anh không. Tại vì toàn bộ tài sản của mẹ trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng mình. Chỉ cần mẹ không sao á là con mừng rồi, chứ còn tài sản cũng đâu có cần đâu. Mẹ đối xử với con tệ như vậy á mà con không giận mẹ, con còn thương yêu mẹ nữa. Thiệt á, con dâu kiểu này á, kiếm ở đâu ra hả con nha? Dạ, con biết Quyên là người như thế nào mà. Mẹ tin rồi mà, mẹ sẽ tổ chức một cái đám cưới thiệt là lớn cho hai đứa. Dạ, cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Vô. Lâu lắm rồi mới nhậu với Ngàn. Lâu lắm hả? Anh làm cái gì mà kéo bè cái lũ ăn nhậu vậy hả? Em nói gì vậy? Đây bạn của anh á, bạn thân ở dưới quê lên thăm anh á. Làm không lo làm, tối ngày cứ giao du với mấy người này, anh được cái gì? Sao bữa nay em nói chuyện mà xúc lớn tiếng quá vậy? Nè, chắc tại công việc á, nên là vợ tao stress, có hơi lớn tiếng một chút, tụi bay đừng có giận nha. Nói chuyện gì kỳ vậy? Lâu ngày tụi anh không gặp thằng An, thì tụi anh nhớ tụi anh lên thăm nó. Còn em không thích thì thôi tụi anh đi về. Ờ, vậy liền giùm đi. Mấy anh ăn no đủ rồi, còn chờ gì nữa? Em vừa nói gì đó hả? Em có biết ở đây là bạn thân với anh từ nhỏ đến giờ không hả? Thân thiết gì mấy loại người này? Thấy gia đình mình khá giả, tính lên đây mượn tiền rồi xin xỏ đúng không? Anh bớt thân lại giùm tôi đi. Thôi hai vợ chồng đừng cãi nhau nữa, tao là anh Mẫn đi về. Khi nào rảnh về quê uống cà phê với tụi tao. Nè, ê, Long, Mẫn. Thôi về chứ. Sao nay em nói chuyện hỗn hào vậy hả? Em có coi anh là chồng không? Anh còn hỏi nữa hả? Anh có biết ngày hôm nay tôi có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng ở nhà không? Làm không đó làm, nhậu nhẹt. Anh mới là người không có trách nhiệm đó. Long. Long Mật. Thôi, về em ơi. Ê, đó, hai phái không mày? Nói chứ còn ai nữa. Sao nó ở đây ta? Ê, xin lỗi tụi bay nha. Hôm nay vợ tao nó nặng lời quá, bay thông cảm nha. Gì đâu, không sao đâu, vợ chồng mà. Lúc này lúc khác tụi tao không có giận với đều bụng đâu, đừng có lo. Anh em mình còn nhiều dịp mà. Bay ở dưới quê xa xôi đây thăm tao, tao quý lắm rồi. Cảm ơn tụi bay nhiều nha. À, mà cái này mới quan trọng nè. Sao tao thấy Phát đi vô nhà mày vậy? À, cái ông đó hả? Là đối tác làm ăn chung với vợ tao. Đối tác làm ăn? Ừ, đúng rồi. Làm ăn chung với bọn mày? Ừ. Trời đất ơi, nó là cái thằng chuyên lừa đảo dưới quê tao, ai cũng biết á, lừa đảo bất động sản mà. Ủa, là thằng lừa đảo, nó lừa đảo người ta á, với mọi thủ đoạn tinh vi lắm, không có để lại chứng cứ, nên bởi vậy không có ai kiện cáo được nó hết trơn á. Làm cho biết bao nhiêu gia đình á hả, phá sản, đổ nợ gì nó đó. Ghê vậy hả? Ừ. Mày vô can ngăn vợ mày liền đi, đừng làm ăn chung với nó. Rồi, lẹ đi. Đi đi. Hối hận không kịp bây giờ. Rồi. Đi. Về mẹ. Em cảm ơn anh nhiều nha, vì đã chiếu cố cho em mà để lại cho em miếng đất này. Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn em. Em vừa thông minh, tài giỏi, thì anh phải ưu tiên cho em trước.
đúng không? Dạ. Ra nói chuyện xíu. Anh đợi em chút. Sao vậy? Chuyện gì? Anh nghe mấy bạn anh nói thằng này là lừa đảo dưới quê á. Anh nghĩ cái gì mà đi nghe lời đám bạn nhà quê đó của anh vậy hả? Biết cái gì mà kêu người ta lừa đảo? Người ta là công ty lớn đó. Nhưng mà rõ ràng như vậy mà. Anh nghe mấy bạn anh nói không bao giờ nó nói dối đâu. Anh thôi giùm em đi. Không có tiền mà mày đặt lên mặt dạy khôn người khác. Lần sau anh nghỉ chơi tụi nó đi là vừa đó. Chơi riết rồi ngu theo. Cơ hội làm ăn tới, mình phải biết nắm bắt chứ. Em nói anh rồi, lo tìm người thành đạt mà kết thân đi, rồi còn học hỏi người ta. Em nè, anh nè, em sẽ tranh thủ đặt cọc sớm nhất cho anh nha. Đúng rồi đó, em phải nhanh tay lên. Em có biết đó, bao nhiêu người khách tranh giành miếng đất này mà anh không chịu, anh để lại cho em đó. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn. Đó, em nhìn đi. Em á, cứ yên tâm á, mà mua lô đất này chắc chắn em sẽ lời. Tại vì á, đây á, là địa thế rất là đẹp để cho em kinh doanh. Em biết mà, em cũng đã tìm hiểu kỹ về cái khu vực này rồi. Em á, mà nghe lời anh á, anh cam kết á, chắc chắn miếng đất này sẽ lời. Để bây giờ anh lấy hợp đồng ra, mình ký nha. Ok anh. Mình ký đi. Hợp tác thành công. Đây là 400 triệu, em gửi anh để đặt cọc miếng đất này. Cảm ơn em. Qua đấy, tính lừa đảo không mày? Tính chạy không mày? Đâu có dễ. Thằng này á, nó lừa đảo, nó lấy miếng đất của người ta xong rồi nhận cọc của mọi người rồi bỏ trốn. Rồi anh á phải gom góp tiền để làm ra cái bẫy này. Bẫy nó. Tao cứ nói chuyện với vợ tao hoài mà nó không có chịu tin. Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa. Bây giờ á, muốn lật mặt nó rồi phải mạo hiểm thôi. Mày cứ để tụi tao ra tay, chị việc ngồi đó chờ. Em nói với anh á, miếng đất ở đây rất là ok, rất là đẹp luôn, đẹp nhất khu này đó anh. Nè, bây giờ á, anh ký vô đây đi. Nè, ký đi anh. Ok em. Đây, 300 triệu tiền cọc. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn hai anh đã tin tưởng nha. Hung vào hang cọp, sao bắt được cọp. Đây, giấy cọc giống của em nè, em xem đi. Biết á, là em xem thường tụi anh, không tin lời tụi anh, nên tụi anh phải làm ra cái cách này. Cùng một lô đất không mẹ? Trời ơi, vậy mà em nghi oan cho tụi anh. Tụi anh thiệt là tốt bụng quá à. Đó, vậy mà em cứ chê bạn anh không à. Em biết lỗi rồi, tụi anh đừng có giận em nha. Tụi anh không giận gì em đâu, không sao đâu. Tụi anh coi ngang như anh em trong nhà, thấy nó gặp nguy hiểm không lẽ không giúp. Còn bây giờ lên phường mày. Đi mày. Mấy anh ơi, mấy anh tha cho em đi mấy anh. Em sẽ đòi bồi thường gấp nhiều lần cho mấy anh mà. Đấm cho mày một đấm bây giờ. Tha cho mày hả mày? Đều để mày đi hại người khác hả? Đi mày. Tha cho em đi mấy anh ơi. Em thấy không, bạn bè anh cũng may đã hy sinh như vậy, chứ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bạn bè đúng là khi hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau. Ừ. Em thiệt là hồ đồ quá. Không sao đâu, nè, cất tiền đi. Mai mốt quá, anh kêu bạn anh đi nhậu nha. Được rồi. Nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon á. Cảm ơn. Con ơi con, nguy kịch lắm rồi con ơi. Mẹ, mẹ bình tĩnh, bác sĩ nói sao rồi mẹ? Bác sĩ nói nội trong ngày hôm nay không thai thận cho ba con á thì ba con sẽ không qua khỏi. Mà thai thận nữa thì rất là nhiều tiền. Nhà mình làm gì có số tiền lớn đâu mà thai đây con ơi. Mẹ, nghe con nói nè, con đã có cách để kiếm tiền rồi. Anh Tùng có hứa với con, nếu con chịu đồng ý kết hôn với ảnh thì anh sẽ giúp đỡ gia đình mình. Anh sẽ giúp cho ba thai thận đó mẹ. Không có được, ông Tùng cũng lớn tuổi lắm. Con lấy ổng là kể như cái tuổi thanh xuân của con nó mất đi đó. Mà ba con biết được á, ổng cũng không có đồng ý đâu. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không có sao đâu. Bây giờ cứu ba là quan trọng nhất. Với lại anh Tùng anh cũng có nói là anh sẽ hứa anh yêu thương con. Nhưng mà dạ, con chào cô.
Anh tới rồi hả? Anh mới tới. Ba sao rồi em? Bác sĩ nói nội trong ngày hôm nay phải thay thận gấp, nếu không là không còn kịp nữa. Thôi em bình tĩnh đi, để anh nói chuyện. Cô cũng yên tâm đi. Dù sao thì em Nguyên cũng đồng ý lấy tôi rồi, cho nên chuyện của gia đình mình thì cũng giống như chuyện của tôi thôi. Thì tôi xin hứa là tôi sẽ hỗ trợ gia đình hết mình để mà bác được điều trị một cách tốt nhất. Và con xin hứa từ nay con sẽ chăm sóc yêu thương em Nguyên thật là nhiều. Bác đừng lo. Mẹ yên tâm nha, anh đã hứa vậy rồi. Với lại con thấy anh Tùng cũng là người tốt đó mà. Tôi cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu mà cậu đã hứa như vậy thì tôi yên tâm, tôi trao con gái tôi lại cho cậu. Cậu nhớ chăm sóc nó. Hôm nay cô nấu cái món gì vậy hả? Nấu mặn như vậy làm sao mà ăn? Cô thừa biết là tôi bị huyết áp cao, mà cô nấu như vậy, bộ cô muốn giết chồng hả? Có cái việc nấu nướng không mà cô cũng không làm được tích sự gì hết, còn làm được cái gì nữa? Xin lỗi, em lỡ tay cho hơi nhiều muối. Để em đi nấu cái khác cho anh. Thôi, dẹp hết đi. Đồ ăn hại, uổng công tôi bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc để cưới cô về. Cậu kia, sao cậu đối xử với con gái tôi như vậy hả? Cũng may á là vợ chồng tôi lên mới chứng kiến được cái cảnh này nè. Ba mẹ lên rồi nào, sao không nói con biết? Thì mới lên thất thì. Thôi được rồi, hôm nay có hai người có mặt ở đây, cũng đã tới đây rồi, tôi cũng nói thẳng. Không biết hai người có biết cách dạy dỗ con cái của mình, cách làm vợ người ta như thế nào hay không? Đó, nhìn đi, không làm được cái thứ gì hết. Đồ ăn hại, đồ bỏ đi. Tôi đã sai lầm khi trao con gái tôi cho ông. Ba mẹ, con có sao hết á. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường mà đúng không? Ba mẹ đừng có giận nha. Tôi nói cho cậu biết, không phải cậu có tiền á, cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó là con gái thôi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cậu không có yên với tôi đâu đó. Tôi bỏ tiền ra, tôi giúp đỡ gia đình mấy người, thì tôi muốn làm gì đó là chuyện của tôi. Mấy người nhìn lại mình đi, cũng đâu có thanh cao hơn ai, cũng mang tiếng bán con để mà chữa bệnh. Con còn bị đặt lên tiếng ở đây, ông hù ai? Thôi, hai người đi về đi. Hôm nay tôi mệt rồi, tôi không có tiếp khách. Ông... Ba mẹ theo con ra đây nha. Thôi, ba mẹ về quê trước đi. Ít bữa nữa, con rảnh rỗi, con về thăm ba mẹ sau. Con đi theo ba mẹ đi về quê liền đi. Con ly dị ông ta đi. Ông ta là người có quyền có thế, ông không có để yên cho gia đình mình đâu. Con chịu khổ được mà. Ba mẹ về đi, đừng có lo cho con. Thôi, mình đi về đi bà. Nè, có chuyện gì á, con về quê liền với ba mẹ nghe. Ba mẹ về đi bà. Nhớ nha con. Có chuyện gì báo ba mẹ liền nha con. Ok, mấy anh. Chỉ cần mấy anh thích thì em sẽ đưa em nó qua phục vụ tận răng. Lo gì. Rồi em tới liền nha, em tới liền. À, quán cũ ha. Rồi, địa điểm cũ. Ok. Đi ra đây cho ta. Đi. Anh làm cái gì vậy? Sao nắm tóc em? Đau à? Làm cái gì hả? Hôm trước khách hàng qua đây, họ vừa mắc với mày, cho nên bây giờ tao muốn mày qua tiếp họ. Nhớ, tiếp chu đáo vào. Họ là khách VIP của tao đó, mày biết chưa? Anh nói cái gì vậy anh Tùng? Em là vợ của anh đó. Đối với tao, cái gì mua được bằng tiền đều là món đồ chơi.
Tao bỏ tiền ra mua mày thì bây giờ tao phải lấy lại vốn chứ. Đi lên xe đi thôi. Đi. Lên. Tao. Tao không đi. Lên. Thả tao ra. Đi. Còn khốn kiếp. Mày. Mày đứng lại cho tao. Mẹ nó. Tao giết chết mày. Chào cô. Cô có phải là vợ của ông Tùng không? Dạ đúng vậy. Mời anh ngồi. Anh là ai? Anh kiếm tôi có chuyện gì? À, xin tự giới thiệu với cô. Tôi là luật sư Long. Hôm nay tôi đến đây thông báo cho cô biết về quyền thừa kế tài sản của ông Tùng. Cô là người vợ hợp pháp của ông Tùng, cho nên tài sản của ông Tùng đều thuộc quyền sở hữu của cô. Nếu như mà cô không có gì thắc mắc á, thì ký vào đây. Được, để tôi ký. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu con, nhiệm vụ của tôi ha. Chào cô tôi đi.